chuyện của sao với nữ ca sĩ Đông Đào. Những câu chuyện mới, nhưng cũng có những câu chuyện muôn thuở mà hầu như mọi ca sĩ đều phải trải qua. Ca sĩ tiến tỉnh lên ấy, thường là chị sự nhòm máu của các đàn anh đàn chị, định lăm le chiếm ngôi các anh các chị hay không? Thì cũng có người thì mến thì lại chúc mừng, có người không mến thì ngồi góc đằng này thôi. Làm thế nào từ một cô gái tỉnh lẻ, chỉ có trái tim yêu ca hát, với vô vàn khó khăn trong cuộc sống, có thể thành danh như ngày hôm nay? Đón xem chuyện của sao với ca sĩ Đông Đào, được phát sóng vào lúc 20:05 thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2018 trên VTV9.